bây giờ mình sẽ tháo cái xe sau này ra giá nha các bạn. Khi mà các bạn bơm hơi vô thử thì bạn làm dấu nha. Rồi. Hôm nay mình sẽ giá chiếc xe bánh sau của chiếc Vision bằng cái máy ga vỏ tự chế nha các bạn. Thì bây giờ các bạn hãy xem mình ga thử coi có dễ dàng hay không nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhấn cho cái vỏ nó sụp vô nha. Cái máy này thì nói chung ra thì nó không, cái thao tác nó hơi bất tiện nha các bạn, thao tác nó hơi lâu. Đó, nó sập một bề đó các bạn, vào tới bề thứ hai. Còn cái này mình không có tiền nên mình xài cái này nha các bạn. Còn nếu mà có tiền thì mình xài cái kia thì nó nhanh lẹ hơn. Khi xài motor điện mà nó đây dùng quê còn khó khăn lắm. Cho nó dễ ra thì mình không có mua dụng cụ các bạn, nên mình chỉ dùng nhớt đỡ thôi nha. Cái này là hàng tự chế các bạn ơi, cái hàng tự chế này đó mình mua cũng hình như 3 triệu mấy á, nó nằm mua trên mạng á, hình như nó tuốt ngoài miền Bắc ngoài á. Trong Nam mình ít ai sử dụng này nha, trong Nam mình ít có chế biến giống như ngoài Bắc đâu. Trong Nam mình chơi là cái mới cái xịn thôi. Tại vì dùng mình đây còn vắng lắm nên mình không có đầu dám đầu tư, không dám đầu tư cái máy này đâu. Máy này giờ cái rẻ tiền nhất là 14 triệu rồi. Chỉ nếu các bạn canh cho nó đều là các bạn vô đầu tư.
thao tác thì nó hay chậm đấy các bạn, nó hay chậm nhưng mà nó cạy thì cũng được chứ không phải không được, tại vì nó cũng có mỗi vịt nó cũng có cái đồ để chống cái chạy vành á các bạn thấy không. Cái này mình không có mua tưa thì mình cứ xây tay cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Các bạn thấy không? Lấy ra cũng nhẹ nhàng các bạn, cũng không có gì khó khăn. Trời ơi, nè các bạn thấy không, nè các bạn coi nè, nguyên một cái khúc khúc sắt này, khúc kẽm này luôn nè, thấy không đó, ba phân luôn, hỏi gì sao không lủng. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vỏ xe vô nha các bạn. Gắn vỏ xe vô thì các bạn sẽ coi mũi tên nha, coi mũi tên nó nằm chiều nào nha. Xong các bạn, vô thì nó nhẹ hơn ra chút ha. Như vậy thì mình đã giá chia vỏ cho xe Vision xong các bạn. Thì cái máy gài vỏ đó, thì các bạn nếu mà mới ra mở tiệm mà kinh phí còn yếu thì mình mua cái đó xài đỡ một thời gian cũng được nha các bạn. Cái này mình mua mình xài cũng 2 năm nay rồi. Cũng rất là ra cũng nó hơi chậm thôi nha các bạn. Nó hơi chậm hơn máy kia thôi nhưng mà nó cũng rất là dễ. Nó không khó đâu. Từ AT cho tới chiếc SHMO thì mình vẫn ra bình thường. Mấy chiếc ẹt winner rồi lớp sau lên 140 mình cũng ra bình thường nha các bạn. Rồi các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ nha, và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Nếu các bạn thích video của mình thì cho mình một like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn, và bấm cái chuông để nhận những thông báo mới nhất về video của mình nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.